này là tới 45 carat. Và đó là nước đi, con chiếu cái GA lên. Những người nào mà buôn bán kim cương á, những người nào mà đã từng chơi kim cương á, thì phải hiểu đây là một niềm tự hào, không phải là cho bản thân tôi ở trong nước và đối với quốc tế. Tôi vẫn là một người phụ nữ có giá trị vô cùng. Và đặc biệt tôi là một người phụ nữ mê kim cương. Mê kim cương lắm quý vị ơi. Tôi sưu tầm kim cương nhiều năm nay rồi. Đây, để cho quý vị thấy. Con chiếu gì có thấy không con? Đây quý vị thấy đây, cái giấy GA nước đi, tôi đeo toàn nước đi không quý vị ơi. Đây quý vị nhìn thấy nè, đó tôi tự thưởng cho tôi. Đó quý vị, con gỡ chỉ cái giấy GA lên, nước đi. Đây là một trong những cái khai xanh mà những người chơi kim cương đều phải kính nể. Nước đi là nước hàng đầu của quốc tế nha quý vị. Đây, cái viên kim cương này, tôi mua trả góp nha quý vị. Tôi cũng phải bon chen với đời, tôi trả góp. Mỗi tháng tôi trả nhiều đó, chừng nào mà trả hết thôi. Quý vị, quý vị thấy là nhìn hai viên kim cương mà tôi có tới những 20-30 viên, vì tôi rất là mê. Và đây là một cái niềm tự hào, không phải cho riêng tôi ở trong nước mà kể cả đẳng cấp quốc tế nha quý vị. Đã quý vị thấy không? Tôi đeo một cái đầu bông, một cái viên bông như thế này là 10 carat, cũng nước đi. Đã quý vị thấy không? Tôi đeo những cái đồ quý giá trong người tôi thật sự đó quý vị. Và đây là cái sợi dây chuyền này tôi đeo nè quý vị, là gần 300 carat. Quý vị nhìn thấy nè, gần 300 carat. Tôi nói một lần trong đời tôi cũng hãnh diện lắm. 50 tuổi rồi mà tôi được thỏa mãn với tất cả những gì mà tôi mơ ước, thì đó cũng là cái niềm kiêu hãnh của người phụ nữ Việt Nam. Bước ra một cái đẳng cấp quốc tế, người ta phải tôn trọng tôi vì tôi là người Việt Nam. Khi mà tôi đi mua những cái viên kim cương này ở nước ngoài á, thì người ta hỏi tôi ở đâu, tôi nói tôi là người Việt Nam. Và những cái hãng mà bán kim cương lớn nhất ở thế giới, họ phải đều biết tôi là người Việt Nam. Đây là cái điều tự hào của một người phụ nữ Việt Nam, không những là ở ngoài nước mà trong nước thì ít có người biết lắm. Tôi chắc chắn quý vị rằng là nếu mà nói về độ chơi kim cương sắc thương á, không ai chơi bằng tôi đâu. Tôi bảo đảm với quý vị á, tôi chơi những cái mà không có thể nào mà tưởng tượng được. Nhưng mà đó là niềm kiêu hãnh của tôi. Tôi rất kiêu hãnh quý vị, tôi có quyền kiêu hãnh. Bởi vì tôi sống thật, tôi chơi thật và tôi làm thật đó. Cho nên là nói gì thì nói, tôi cũng là người thành công. Người ta nói là nghề chơi cũng lắm công phu mà quý vị. Đã lỡ nói mình khoe của rồi thì mình cũng phải khoe, vì mình khoe là mình có thật. Tôi chưa bao giờ xấu hổ, tôi chưa bao giờ nhục vì tôi đi tù. Vì tôi không hút máu nhân dân, tôi không làm điều gì sai. Tôi chỉ muốn hy sinh cho nhân dân, có đúng không quý vị? Và sau cái buổi này thì tôi mong rằng cái đời drama của Nguyễn Phương Hằng khép lại. Và tôi cũng xin nói rõ là từ khi tôi rời khỏi trại giam An Phước, tôi chưa một lần xuất hiện trước công chúng, tất cả là ta ke. Và cũng từ hôm nay trở đi, tôi cũng không bao giờ tổ chức một cuộc live stream nào hết. Vì sức người có hạn, cuộc chơi thì quá dài. Cho nên tôi còn chồng, còn con, còn yêu bản thân tôi nữa. Cho nên tôi xin khép lại. Bây giờ ai nè, bỏ 1.000 tỷ ra mua cái nhẫn kim cương này, tôi cho vô quỹ mặt trận Tổ quốc liền. Mua đi, mua giùm tôi đi. 1.000 tỷ tôi đóng hiến vô mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi hứa danh dự với quý vị lời hứa. Ngày đầu tiên tôi xuất hiện tại Đại Nam, bây giờ quý vị thấy rồi, sau khi tôi đi tù thì quý vị thấy rồi đó. Đó là sự thật. Đó là về một vấn đề nhạy cảm mà tôi không thể nói với ai hết, là vì vấn đề tâm linh. Tâm linh không đùa được đâu quý vị. Có thể tôi mang một sứ mạng, hoặc là có thể một ai đó đã ai oán một điều gì đó, đã xúi dục tôi và luôn kêu bên lỗ tai tôi. Cho nên tôi quốc không trượt phát nào. Tôi biết những cuộc nói chuyện nửa say nửa tỉnh, và chính tôi ngày hôm sau nghe lại, tôi cũng không tin là tôi đã phát ngôn những cái điều mà nó đi quá với con người hiểu biết của tôi. Đó là sự thật, một sự thật mà không có ai thông cảm cùng tôi. Cho nên tôi quyết định chơi cuộc chơi này, và tôi tuyên bố là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Khi tôi bị bắt vào thì hỏi tôi là tổ chức nào đã thuê tôi.
và tôi chửi thề cho ai? Có lẽ là tôi đã chửi thề trong trời. Và trong tận cùng của khổ đau tôi cũng biết kêu trời, vì tôi đã hy sinh cho nhân dân bằng những câu chuyện tôi làm. Đến ngày hôm nay, dù thương dù ghét gì thì tôi cũng đã mang niềm tin của nhân dân đến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là một sự thật, dù thương hay ghét không thể phủ nhận. Bà Nguyễn Phương Hằng, đúng không quý vị? Và quý vị thấy bao nhiêu cơn bão đã đi qua, nhân dân và nghệ sĩ tự phát, chính quyền không quyên góp được bao nhiêu. Cuối cùng tôi đã làm một điều mà chính tôi đã trả một cái giá là tù tội. Tôi không ân hận, vì chỉ có tôi mới hiểu được tôi làm điều gì. Trời biết, đất biết, lương tâm tôi biết. Và cái khổ đau đó tôi là người gánh lấy. Tôi chỉ muốn xin quý vị một điều, kể cả những người làm báo chí, lên đài, lên YouTube, làm ơn tha cho tôi. Bà tù, bà Hằng vừa mới đi tù, bà Hằng bị kêu án tù. Đó là một cái điều gì đó rất cay đắng cho tôi. Một người phụ nữ như tôi vi phạm pháp luật thì tôi đã đi tù, và ngày hôm nay tôi đã trở về được tự do, thì làm ơn đừng nhắc tới chuyện tù tội của tôi nữa. Vì tôi đi tù vì nhân dân thì xin hãy bỏ cái chữ tù tội đó dối với tôi đi. Tôi đi gom ghế cho quý vị ngồi đó. Có đúng không quý vị? Việt Nam.